Thông báo nhanh số 98 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 bà đại chuẩn Tàu. Bản tin cập nhật đến 12 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2021. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2021 không ghi nhận ca mắc mới. Số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 1831 ca. Trong đó, 62 ca đã khỏi bệnh, số ca đang điều trị là 1769 ca đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.730 trường hợp, tăng mới giàu không, giảm hoàn thành cách ly không. Trong thời gian qua, tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng diễn ra hết sức phức tạp, sâu và rộng. Đã xuất hiện nhiều ổ dịch tại các khu vực tập trung đông người. Trong đó, tình trạng lây nhiễm COVID-19 qua hệ thống phân phối bán lẻ rất đáng báo động, là một trong những nguy cơ có thể làm bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Ban chỉ đạo đề nghị các cấp các ngành các lực lượng, cộng đồng doanh nghiệp tuyệt đối không chủ quan lơ là chủ động đi trước, đón đầu, khoanh dùng, dập dịch với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Tiếp tục nâng mức cảnh báo phòng chống dịch lên cao nhất, phải quán triệt quan điểm chặt ngoài chặt trong, kiên định mục tiêu giảm số ca mắc, chủ động phát hiện sớm nhất các ca mắc và nghi mắc để có giải pháp khoanh dùng phong tỏa, tăng cường xét nghiệm, sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng dân cư tăng cường tuyên truyền, vận động, kết hợp kiểm tra giám sát chỉ thực hiện nghiêm túc quy định 5K và giãn cách xã hội ở mức cao hơn, chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn, phải hạn chế tối đa việc giao lưu, gặp gỡ giữa người với người. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhất là các trường hợp ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.